Công ty cổ phần đầu tư Nam Long đã chính thức công bố chính sách bán hàng mới áp dụng cho dòng sản phẩm e-home. Theo đó, Nam Long sẽ kết hợp cùng các ngân hàng đưa ra chính sách hỗ trợ tài chính ưu việt dành cho các cán bộ nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Chương trình áp dụng lần đầu tiên với giai đoạn 2 của sản phẩm e-home 3 Tây Sài Gòn gồm 161 căn có giá khoảng 710 triệu một căn, 2 phòng ngủ 55m². Cụ thể, bất cứ khách hàng nào có giấy giới thiệu của doanh nghiệp mình đang công tác sẽ được nhận ưu đãi tương đương 5% giá trị căn hộ. Ngoài việc hỗ trợ cho người dân sở hữu tài sản giá trị, chương trình còn thể hiện sự gắn kết của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc hỗ trợ nhau về quản lý và phát triển doanh nghiệp.